Chào các bạn đã quay trở lại với Tản Mạn Radio. Chủ đề mà hôm nay tụi mình muốn mang đến cho các bạn đó là Bí quyết khi yêu cho người bận rộn của tác giả Huy Mạn. Và mình là Lin, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cuộc sống ngày càng vội vã, việc cân bằng giữa công việc và tình yêu không hề dễ dàng. Nên việc có cho mình một bí quyết khi yêu cho người bận rộn là điều vô cùng cần thiết. Vậy bí quyết để giữ cho tình yêu bền chặt là gì khi cuộc sống đẩy cho mình hàng tá vấn đề cần phải giải quyết mỗi ngày? Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu bí quyết khi yêu cho người bận rộn là gì nhé. Có nên yêu người bận rộn? Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, ông làm việc 85 đến 100 giờ mỗi tuần, có nghĩa là từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày. Nếu bạn là người cùng công việc giống như vị tỷ phú này, thì thời gian còn lại của bạn chắc chắn không còn nhiều. Chưa kể đến việc dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn gái của mình nữa. Phần nào các bạn cũng hiểu đối phương phải chịu nhiều thiệt thòi thế nào khi yêu người bận rộn giống như mình rồi. Hiểu được sự hy sinh của nửa kia rồi, bản thân nên tìm cách cắt giảm, tối ưu công việc để dành nhiều thời gian hơn cho các mối quan hệ của mình. Thực ra, yêu người bận rộn cũng giống như đặt niềm tin vào cổ phiếu vừa lên sàn vậy. Phải chấp nhận rủi ro cao, nhưng đổi lại, nếu đặt niềm tin đúng người thì cuộc sống sau này rất hạnh phúc. Chúng ta có cần tin tưởng lẫn nhau? Sẽ chẳng có cuộc tình nào có thể hạnh phúc nếu thiếu đi sự tin tưởng đến từ đối phương. Niềm tin là thứ duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh, cám dỗ trước mắt để có được bình yên lâu dài. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng sự tin tưởng lại không hề dễ dàng đối với những người có cuộc sống, công việc bận rộn. Lớn nhất đến từ việc chúng ta không dành được nhiều thời gian cho đối phương, ít nhiều khiến bạn đời có cảm giác thiếu đi sự quan tâm. Áp lực từ công việc dễ dẫn đến những bất đồng quan điểm, cãi nhau, niềm tin tuyệt đối là phương thức hữu hiệu ngăn chặn những điều tiêu cực này. Sự tin tưởng là thứ duy nhất biến hai người xa lạ trở thành người quen, người yêu của nhau. Mặt khác, sự tin tưởng cũng biến hai người từ thân thương trở thành quá khứ của nhau. Nếu không thể cho nhau sự tin tưởng, thì tốt nhất nên dừng lại mối quan hệ này. Nó khiến chúng ta vừa tốn thời gian, vừa vô tình bỏ lỡ những người phù hợp. Chấp nhận có những khoảng lặng. Yêu một người bận rộn đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận có những khoảng lặng bao quanh mối quan hệ. Công việc, cuộc sống bận rộn khiến người ta khó có được thời gian rảnh rỗi. Sau khi hoàn thành một núi công việc, bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn được nghỉ ngơi cho thư thả đầu óc. Đôi khi, chúng ta quên mất cả ngày hôm nay mình chưa gửi cho người ấy một tin nhắn chào buổi sáng. Chúng ta buộc phải chấp nhận hy sinh khoảng thời gian có thể cười đùa, vui vẻ, kể nhau nghe về công việc, cuộc sống để có thêm thời gian để phát triển sự nghiệp. Giai đoạn này rất khó để vượt qua vì ai cũng thích mình là sự ưu tiên trong mắt người ấy. Nên chúng ta cần phải nắm được bí quyết khi yêu cho người bận rộn để những khoảng lặng mà ngửa kia chấp nhận không uổng phí. Bí quyết xây dựng tình yêu cho người bận rộn. Chính vì không có nhiều thời gian cho nhau nên chúng ta cần có bí quyết khi yêu cho người bận rộn để có thể xây dựng một mối quan hệ ngày càng khăng khít. Lên kế hoạch chi tiết. Công việc bận rộn khác nhau về thời gian hay yêu xa bị cản trở bởi không gian nên chúng ta không có nhiều thời gian để trò chuyện. Vì thế nên chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để lên kế hoạch chi tiết cho lần gặp nhau kế tiếp. Kế hoạch càng chi tiết thì chúng ta càng mong chờ đến khoảnh khắc gặp nhau. Có kế hoạch, chúng ta sẽ biết được mình còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị bất ngờ cho đối phương. Bất ngờ không có nghĩa là phải thứ gì đó quá to tát. Chỉ cần làm món ăn do chính tay mình nấu, món quà do chính tay mình làm, bức tranh do mình tự vẽ. Tình yêu đẹp không chỉ là sự yên bình, mà còn là những bất ngờ cho đối phương. Có thể, đôi lúc bận bịu đến nỗi quên cả hình bóng người yêu, nhưng sự bất ngờ thì không. Chính vì vậy, bất ngờ chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Thống nhất thời gian, duy trì hạnh phúc. Không chỉ trao đổi về kế hoạch gặp nhau,
mà chúng ta cần trao đổi thông tin về thời gian của cả hai, thống nhất được lịch công việc của nhau, nắm bắt được thời gian rảnh của nhau để cả hai cùng sắp xếp công việc của mình và dành ra một khoảng không gian để chúng ta trò chuyện với nhau. Để duy trì hạnh phúc, cả hai phải thấu hiểu, cảm thông thời gian của đối phương. Chúng ta nên nghĩ rộng hơn, đừng bó hẹp trong suy nghĩ của mình. Chúng ta nên hiểu rằng đối phương cũng đã và đang cố gắng thu xếp thời gian tối ưu nhất để duy trì hạnh phúc của nhau. Sau cơn mưa là cầu vồng, rồi sẽ hạnh phúc. Nếu chúng ta vượt qua giai đoạn đầu của mối quan hệ bận rộn và nhiều thử thách này, chúng ta đã bước qua một bậc thang lớn của mối quan hệ để đến được hạnh phúc lâu dài. Nghĩa theo hướng tích cực thì giai đoạn thử thách này như một bài kiểm tra tình yêu của cả hai dành cho nhau. Có người bỏ cuộc, có người đương đầu đến cùng. Nếu chấp nhận đương đầu với khó khăn thì vượt qua rồi, chúng lại càng thêm trân quý nhau. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn. Jack Ma. Thay vì than trách, chúng ta nên đắm chìm và ghi nhớ những giây phút khó khăn với nhau, để sau này còn những giây phút đó mà yêu thương, trân trọng nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy nội dung của chúng mình hữu ích thì đừng tiếc cho chúng mình một like và subscribe nha, cũng là để chúng mình có động lực phát triển nội dung trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.